Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Shiruzo, một dòng xe đạp khung nhôm càng carbon bánh 700C, được sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe 18 tốc độ khác nhau. Cái model xe, thương hiệu xe đến từ thương hiệu Java, thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Ý. Và đây là một cái model, hôm nay em về một cái model Shiruzo, một cái model mà rất được lòng các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Thiết kế thì rất là đẹp, dây chạy âm sườn, khung thiết kế khí động học càng carbon và được sử dụng một bộ cấu hình chuyển động Shimano Soza để sau thì nó gạt đĩa trước để đôi tay lắc phun hết một bộ Shimano Soza và bánh 700C may bi vòng cuối lổ, một bộ cấu hình nguyên zin theo nhà sản xuất các bác nhé. Đây là toàn bộ cấu hình này là nguyên zin hết nên là rất được lòng các bác sử dụng xe đạp. Đuôi trục rỗng của Browell và tất cả những cái chi tiết như kiểu là vành, từ cổ vành đến cọc yên rồi đi lông phốt tăng đều là nguyên bản DK. DK là một hãng phụ tùng sản xuất riêng cho dòng xe Java. Toàn bộ xe là nguyên zin hết, cùng phanh ba mảnh, phanh này cũng là phanh zin theo nhà sản xuất luôn các bác nhé. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 luôn đó. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Đấy, thì là size của xe là size 48 rồi, khung đây size 48 thì dành cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Chuyển động full Shimano Soza với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Động gì à? Các thứ là còn rất tuyệt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì có là 9.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.